Chào các bạn. Bài tập tiếp theo trong phần thiết kế giao diện thì chúng ta sẽ có màn hình định dạng như sau. Thì đây là cái màn hình, chúng ta có một cái ô text box chứa nội dung. Rồi bên phải chúng ta có những cái phần định dạng liên quan đến text box như là visible, có nghĩa là hiển thị ẩn hay là hiện. Còn multiline có nghĩa là cho phép thể hiện nhiều dòng hay không. Word graph có nghĩa là cho phép xuống dòng khi đó vượt quá độ rộng của text box hay không. Còn canh lề thì chúng ta có ba cái dạng canh lề, đó là canh lề trái, canh lề giữa, canh lề phải. Thì sau đây sẽ là phần thông tin phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta nhập vào cái nội dung cần định dạng. Phần xử lý thì chúng ta sẽ đi định dạng theo text box hoặc là theo nội dung. Thông tin xuất thì chúng ta sẽ thể hiện cái text box sau khi được xử lý định dạng như thế nào. Thì sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Khi các bạn thiết kế màn hình thì chúng ta lưu ý những cái điều kiện ở trên form. Thì chúng ta sẽ sử dụng checkbox cho phép chọn một hay là nhiều định dạng. Còn để chọn một trong số các cái định dạng thì chúng ta chọn cái radio button cho cái việc canh lề, bởi vì trong một cái phần người ta chỉ có thể chọn được một cái dạng canh lề mà thôi, chứ không thể nào mà cùng một lúc ta chọn được hai cái dạng canh lề, cho nên là ta sẽ sử dụng cái radio button. Khi xử lý chức năng thì để cho cái checkbox nó xử lý cho checkbox visible thì ta sẽ thực hiện là hiển thị hay là ẩn cái text box chứa cái nội dung hiện hành, tùy theo cái giá trị của checkbox là true hay false. Thì đây là cái gợi ý, chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính visible của text box. Thì cái visible này chúng ta sẽ bằng với cái giá trị check của cái checkbox đó. Thì khi mà giá trị check này trở về bằng true như đang được chọn thì nó sẽ hiển thị, còn ngược lại nó sẽ ẩn đi. Tương tự, checkbox multiline là cho phép hiển thị nhiều dòng hay không thì chúng ta sử dụng thuộc tính multiline của checkbox cũng bằng với thuộc tính giá trị check, thuộc tính check của cái checkbox multiline. Còn với checkbox word graph thì chúng ta cũng làm tương tự thông qua cái thuộc tính word graph của checkbox. Còn đối với các cái radio button canh lề thì chúng ta sẽ canh lề theo nội dung được chọn. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái thuộc tính text align của textbox với những cái giá trị như sau. Thì ở đây chúng ta dựa vào cái horizontal alignment và sử dụng những cái thuộc tính, những cái giá trị tương ứng. Thì sau đây sẽ là phần nội dung của bài giải. Thì trong cái xử lý cái checkbox visible thì ta đã có những cái hướng dẫn và các bạn làm tương tự cho cái checkbox multiline, checkbox word graph. Còn với những cái radio button thì các bạn lưu ý trong cái nút radio button left, nghĩa là canh lề trái, thì chúng ta sử dụng cái khi mà chúng ta gõ bằng thì các bạn thấy là nó sẽ hiện ra danh sách các cái giá trị canh lề, thì chúng ta chọn cái giá trị tương ứng. Ví dụ như canh lề trái thì các bạn chọn cái giá trị left trong cái horizontal alignment. Tương tự cho cái radio center và right thì các bạn chọn cái giá trị center và right tương ứng. Thì khi chúng ta chạy chương trình thì ban đầu các bạn sẽ cho những cái giá trị mặc định là visible, multiline và word graph bằng true,
và chúng ta đang canh lề trái. Còn nếu canh lề giữa thì các bạn thấy nó sẽ thay đổi. Canh lề giữa, canh lề phải. Còn như word graph mà chúng ta không chọn, hay là multiline, các bạn chúng ta không chọn, thì các bạn thấy là nó sẽ biến thành như thế này, chỉ có một dòng thôi. Visible mà chúng ta không chọn nữa thì nó biến mất luôn. Nên là chúng ta có thể chọn. Thì như vậy là các bạn vừa xem xong phần minh họa cho bài giải màn hình định dạng. Thì ở bài này chúng ta làm quen với cái việc định dạng trên textbox. Chúng ta có thể sử dụng những cái thuộc tính của nó tại cái thời điểm runtime. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.